Ngược dòng thời gian, về lại những năm cuối thập niên 50, Sài Gòn Chợ Lớn được biết như một trung tâm thương mại sầm uất, trọng điểm của khu vực Đông Dương. Qua thời gian, Sài Gòn Chợ Lớn ngày càng phát triển hưng vượng và không ngừng đổi mới. Chính là nhờ vào lợi thế phong thủy của mảnh đất Quần Long hội tụ, nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Công ty cổ phần Him Lam, một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đã quyết định kiến tạo nên một cộng đồng sống văn minh và hiện đại. Khu phức hợp Him Lam Chợ Lớn, nơi trồng vàng nhã ngọc. Vị trí trung tâm Sài Gòn Chợ Lớn, tọa lạc tại vùng đất giàu văn hóa, từ xưa đã là nơi giao thương tấp nập, thương mại dịch vụ phát triển. Ngày nay, mảnh đất đó lại nằm trong khu vực trung tâm kinh tế phát triển năng động. Him Lam Chợ Lớn đặt dấu ấn cho sự phồn vinh và nhiều cơ hội đầu tư hiệu quả. Với vị trí nội thành, được thừa hưởng thế mạnh của hệ thống giao thông hoàn chỉnh, dự án kết nối nhanh với khu vực trung tâm qua đại lộ Võ Văn Kiệt trong vòng chưa đầy 15 phút xe máy. Với các tuyến đường hiện hữu trải rộng, mọi điểm đến xung quanh như Chợ Lớn, Metro Bình Phú, Bến xe Miền Tây, Công viên Bình Phú, Ngân hàng, Bệnh viện, Trường học chỉ cách bạn vài phút đi xe. Một lợi thế mà không phải dự án nào cũng có thể có được. Hơn nữa, việc sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay cửa ngõ phía tây thành phố, Him Lam Chợ Lớn sẽ là nơi an cư lý tưởng và hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho những cư dân miền Tây có định hướng sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố năng động này. Tiện ích vượt trội. Trải rộng trên diện tích 4,08 hectare, được quy hoạch đồng bộ với 8 lớp nhà cao từ 21 đến 25 tầng. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 25,17%, là mật độ thấp nhất đối với các dự án được xây dựng trong nội thành hiện nay. Phần không gian còn lại được dành trọn cho các tiện ích nội khu, công viên, trường học, giao thông và cảnh quan. Sống tại Him Lam Chợ Lớn, các dịch vụ cần thiết luôn sẵn sàng và chỉ cách bạn vài bước chân. Điều đặc biệt khi là chủ nhân của Him Lam Chợ Lớn, con em bạn sẽ có cơ hội phát triển, học tập và vui chơi trong một môi trường sống lành mạnh, giàu văn hóa. Chính sự đầu tư toàn diện này hứa hẹn sẽ là bệ phóng hoàn hảo nhất cho thế hệ tương lai của gia đình bạn. Công tác quản lý và an ninh trong tòa nhà luôn được đảm bảo với chất lượng cao nhất. Với hai tầng hầm đậu xe liên thông rộng lớn, cùng với việc kiểm soát vé thông minh phục vụ suốt 24/24, đáp ứng đủ yêu cầu chỗ đậu xe và an toàn cho người sử dụng. Hệ thống thang máy tốc độ cao và hệ thống ga trung tâm được đầu tư hiện đại, đảm bảo chất lượng bởi những thương hiệu nổi tiếng. Không gian sống không chỉ là một chốn đi về, là nơi bạn thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Hơn hết, đó còn là một nơi để bạn tái tạo lại nguồn năng lượng sống sau một ngày làm việc vất vả. Sống tại Him Lam Chợ Lớn sẽ cho bạn một cảm nhận thật khác biệt, nơi cảm xúc thăng hoa. Thiết kế hiện đại và độc đáo. Him Lam Chợ Lớn được thiết kế theo hình bát trụ với bốn giếng trời đón nhận ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, tất cả các căn hộ nơi đây đều là căn góc có ba mặt thoáng. Phong cách thiết kế độc đáo và ưu việt này hẳn sẽ làm bạn hài lòng với cuộc sống luôn tràn ngập thiên nhiên. Mỗi căn hộ có diện tích từ 98m2 đến 105m2, được thiết kế theo tiêu chí tất cả các phòng hướng vào không gian sinh hoạt chung của gia đình theo truyền thống sum họp quây quần của người Á Đông. Không gian bếp được lắp đặt các thiết bị hiện đại và tiện dụng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và dễ dàng chuẩn bị những bữa ăn ngon ấm cúng cho gia đình thân yêu của bạn. Phòng tắm rộng rãi với thiết kế tinh tế và đầy ngẫu hứng, được trang bị bồn tắm và vòi hoa sen đa chức năng, mang đến cho chủ nhân giây phút thư giãn, sự tươi mới cả thể chất lẫn tinh thần sau những giây phút lo toan tất bật hàng ngày. Không gian phòng ngủ được chăm chút tỉ mỉ trong từng đường nét thiết kế, mang đến cho gia đình bạn giấc ngủ say nồng và giấc mơ ngọt ngào, hạnh phúc.
được tạo nên từ bàn tay và sự sáng tạo của những con người tài hoa. Him Lam Chợ Lớn đạt đến chuẩn mực của lối kiến trúc hiện đại. Sự hài hòa về mặt không gian kết hợp với từng đường nét tinh tế, sống động đến từng chi tiết, ẩn ngụ trong đó một triết lý sống ý vị của chủ nhân. Phong cách riêng cho ngôi nhà bạn mơ ước. Him Lam Chợ Lớn được hình thành với tâm huyết của chủ đầu tư là xây dựng một môi trường sống hiện đại và hoang mỹ. Trở thành chủ nhân căn hộ Him Lam Chợ Lớn, bạn sẽ thực sự hài lòng bởi đội ngũ thiết kế của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn để bạn có thể thoải mái đặt dấu ấn cá nhân của mình trong căn hộ đẳng cấp mà bạn đang sở hữu. Hãy đam mê sáng tạo, chắc chắn một không gian nội thất độc đáo, hiện đại và đặc biệt rất riêng sẽ xuất hiện trong tổ ấm của bạn. Còn gì bằng? Niềm tin trọn vẹn. Him Lam Chợ Lớn được kiến tạo trên mảnh đất trong vàng nhã ngọc, là nơi luôn đem lại sự may mắn, thịnh vượng, phú quý, an lành và hạnh phúc cho các chủ nhân. Với sứ mệnh là người đi hiện thực hóa giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn, với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho các cư dân một cuộc sống viên mãn về vật chất, trọn vẹn về tinh thần trên chính mảnh đất trù phú này. Him Lam Chợ Lớn, nơi trồng vàng nhã ngọc.